thông báo của New Diamond Club in Lounge, một vũ trường nhà hàng đẹp và ấm cúng nhất tại Houston cùng với nhiều món ăn độc đáo nhất hiện nay. New Diamond Club in Lounge bắt đầu mở cửa mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng, đóng cửa ngày thứ tư. Mỗi ngày chúng tôi đều có happy hours từ 6 giờ đến 9 giờ tối, sau đó là chương trình karaoke với One Man Band. Đặc biệt ngày thứ hai và thứ ba, chúng tôi có happy hours với jazz discount đặc biệt cho cả ngày. Tối thứ năm, chúng tôi có lớp chạy khiêu vũ miễn phí cho vũ sư Xuân Thanh phụ trách. Diamond Club xin kính mời quý vị đến thưởng thức những món ăn tuyệt hảo của đầu bếp chúng tôi. Chúng tôi có giá discount đặc biệt cho tiệc tất niên, sinh nhật hoặc anniversary. Thứ sáu tuần này ngày 6 tháng 12, New Diamond Club and Lounge có sự góp mặt của đệ nhất ban nhạc CBC với những ca khúc oldie, trữ tình và chương trình hát cho nhau nghe với ban nhạc CBC sau break time. Giá vé ủng hộ 50 kim. Thứ bảy ngày 7 tháng 12, New Diamond Club sẽ có sự góp mặt của nữ ca sĩ hot nhất của trung tâm Thúy Nga Paris, Như Loan cùng với ba tiếng hát trẻ của ban nhạc MTV, hứa hẹn một đêm ca nhạc và vũ tuyệt vời sống động và chỉ có duy nhất tại vũ trường New Diamond Club and Lounge. Giá vé mua trước 20 Mỹ Kim, tài cửa thêm 5 Mỹ Kim. Hãy gọi ngay để đặt bàn và giữ chỗ với Uyên Vi 713-314-0735, 713-314-0735.